Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái công cụ lấy token mới nhất và bản thân tôi đánh giá là nó ok. Bởi vì là mọi người thường thường thấy các cái công cụ lấy token á thì nó không được nằm ở trên cửa hàng trực tuyến, và công cụ này thì nó được nằm trên cửa hàng luôn. Đấy, ASV token thì nó được Google kiểm duyệt rất là ok. Còn thường thường các cái công cụ lấy token khác thì nó chúng ta phải bật cái chế độ nhà phát triển, tức là nó chưa là bản chính thức á, để chúng ta cài vào. Rồi thì cái link của cái token thì chúng tôi sẽ bỏ ở dưới cái video cho bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ vào ESV token này, ta thêm vào chôm này. Ok, vậy chúng ta là thêm xong. Và chúng ta sẽ vào Facebook của chúng ta. Rồi, ta click vào đây. Ok, đây là cái token của chúng ta. Có cái token và cái cookie. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái token, chúng ta ấn đúp chuột thì nó sẽ tự động copy rồi. Và bây giờ thì sử dụng cái token, chúng ta sẽ nhập vào các cái phần mềm mà chúng ta tin tưởng hoặc các cái tính năng cần sử dụng cái token này. Chúc mọi người sử dụng thành công. Mọi người có câu hỏi thì chúng ta cứ comment ở dưới video, tôi sẽ hỗ trợ cho mọi người.